Hello, hello, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Ohio Production. Thì mình có mặt ở đây, mình tên là Bá Vinh và mình trong phim Muốn Nhìn Thấy Em đóng vai Thạch. Còn mình là Tuấn Anh. Mình sẽ giữ bí mật là về vai diễn của mình đúng không? Đúng. Mình là Đức Duy, mình sẽ đóng vai Duy trong phim Muốn Nhìn Thấy Em. Ok, thì ngày hôm nay bọn mình có mặt ở đây để reaction cho tập mấy? Tập 3 à. Tập 3 của chúng ta ngày hôm nay. Ok, vô nha các em. Vô thôi. Cười cái gì? Vô đi. Anh vô nhanh lên. Ủa? Ủa? Hay là em ngồi xuống đây ăn cơm chung với tụi anh luôn đi. Nghĩ sao mà đừng ngồi trời. Cái kiếp người ơi. Ấy là... Ý là cái gì? Cái gì vậy? Sao tự nhiên? Cái gì? Quên trong cổng, nguy hiểm. Quên trong cổng hả? Đâu có gì đâu anh. Wow, anh Vinh ngồi sát cả anh Duy mà anh kia nói anh Duy nghe mà anh Vinh không nghe hay. Ờ, từ từ đi. 1 phút 4. Tức là... anh ngồi gần Duy hơn. Duy à, xong rồi đằng hạt nó nói qua người anh rồi đến em mà anh không nghe được nhưng mà em nghe được. Nó nói bằng cái khẩu hình miệng. Ý là mù không nhìn thấy. Nó nói gì? Ừ đúng rồi, nó nói là phân biệt đối xử với cả người bị khuyết tật. Tại vì nó quên đóng cổng. Okay. Ok. Anh hiểu không? Nói bằng khẩu hình một. Nhưng mà em vẫn nghe tiếng. Nhưng mà vẫn nghe tiếng nha. Tại vì người ta cố tình cho nghe vậy thôi. Phúc nói với em là Phúc bảo sao? Phúc bảo là hình như anh hơi kén ăn nên cần phải có người đút cơm thì anh mới chịu ăn. Tôi nhớ cảnh này rồi. Anh thì còn ai chồng phái Đức này nữa. Thôi đút đi. Dạ. Đút đi, đút cái gì bảo quan từ từ đút cái gì. 1-2 phút không phải. Mà đút cái gì vậy? Đút thịt cơm. À đút cơm hả? Chị em đút cái gì? Em nghĩ giống mấy anh đó, em nghĩ là đút cơm. Ok. Nhanh lên. Cơm canh nguội lạnh sao mà ngon. Đút nhanh lên kìa. Đút nhanh lên kìa chứ nguội quá. Đút cho gọn. Đút cho gọn. Ê khuyên đoạn này không phải muốn lên tưởng không lên tưởng cũng không được luôn ấy. Thì anh mở miệng ra đi em đút vô. Để anh mở miệng ra hàng đút vô kìa. Em bắt đầu nghi ngờ học vấn của em rồi đấy. Anh nói A đi. A gì? Anh nói A đi. A. Sao em cười? Sao anh cười? Ý là cái đoạn ý là nhìn mặt người Hạc nó mắc cười. Anh chỉ cười về mặt Hạc mắc cười chứ anh thấy nội dung rất dễ thương, đáng yêu. Các bạn khán giả thấy sao? Chứ mình thấy rất đáng yêu nha. Không, em muốn coi tiếp đến khi nào mà Hạc đút vô miệng anh nè. Đút cái gì? Cơm. Anh nói đi. Anh nói B được không? Anh nói B, xài trong tố cho anh hút quá. Anh lớn. Ông chào cha ông chịu được à? Không. À. À. Wow. Cho ăn gì hả? Cho ăn cơm. Cơm không à? Tức là mình món ăn trên bàn la liệt luôn. Má đi. Má. Đợi đến. Má. Nghe hơi chửi nha. Anh kêu bằng mẹ. Anh nói má đi. Má. Từ từ đi mẹ mồm nó phải nhét được vào mà. Anh lên. Má. Wow, nãy giờ không cho ăn miếng đồ ăn nào luôn. Ba cục cơm luôn nha trời. Để dành đồ ăn nè. Ờ, tự thấy mình là một cái bóng đèn mình tự đi ra luôn nha. Chứ gì nữa, gì ngồi ra ăn cơm chó mọi người. Đáng đời. Anh có khóa cái mỏm lại quá. Hắt ăn luôn. Sao em biết anh không dám? Rồi, em biết. Anh nói nhiều quá. Em biết cái gì? Em biết là anh khóa hạt, mỏ hạt bằng cái gì rồi đó. Bằng cái gì? Bằng cái gì? Đó chính là bằng... Bằng cái gì? Bằng cái gì? Phải em nhìn lên em nói bằng cái gì? Chứ em đừng có khéo cái chân anh không cứu em phát này được. Không đúng. Anh là con của em đi. Đúng không? Em đúng rồi. Anh mà là con em bóp mũi em chết rồi đó. Trời ơi, con anh. Con tôi là em bóp chết từ rồi. Thì có biết phải con tôi đấm cho mấy phát. Thì em không dám, anh mới còn sống á. Giỏi quá à. Chưa cho miếng đồ ăn nào luôn á. Ờ, giỏi quá rồi, sắp hết rồi này đó là không có một miếng đồ ăn nào luôn. Đi rửa miệng. Đi rửa miệng. Hay là ăn xong rồi. Hay là không có một... Là... Từ từ đi, khoan đã, bây giờ bọn mình phải dừng lại ở 4 phút 04. Thì mọi người phải hiểu đó là tôi không phải được sung sướng khổ sở gì. Mọi người nhìn thấy bàn thức ăn la liệt. Nhét cho 3-4 miếng cơm không, xong rồi, ăn xong rồi. Ăn xong rồi. Đi rửa miệng đi. Mà mỗi... em nghĩ lúc... mỗi lần thìa cơm xúc một xíu. Ờ. Ăn kia cái sao? Ăn như mèo hửi luôn á.
Chắc ăn kiêng, ăn kiêng. Thằng bé này không được. Không em ơi, đấy là cái quy định của bác sĩ. Bị mắt là phải ăn như thế. Còn sống là tốt rồi. Ồ. Em mọi người có thấy tiến triển hơi nhanh không? Thế tôi thấy là cái đôi này có gian tình. Từ đầu đi. Chúng ta là một cái khán giả đi, chưa biết hai người này, đây là phim Boy Love đi, thì hai người này có một gian tình. Ờ. Tại sao nắm tay nhau rồi lại tự nhiên lại xưng anh em tình cảm mà ngay tập 2? Tập 3. Không, ý là tập 2, còn tập 3 nắm tay. Người này gian tình. Không, em nghi ngờ cái cặp này từ tập 1 rồi. Nghi ngờ luôn. Em nghi ngờ từ tập 1. Tức là tập 1 mới gặp nhau luôn mà đã nghi ngờ luôn rồi hả? Tự nhiên mới gặp nhau cái tắm cái tự nhiên vô thấy nhau liền. Không, để vô tình, nhưng mà anh nghĩ tập 2, tập này nắm tay là nghi. Tất cả mọi thứ đều nằm trên tính toán của cái cậu bé này hả? Cậu này, muốn chiếm lấy cái gia đình gia chủ này. Đúng. Thật là một người dám nham hiểm, chúng ta xem tiếp nào. Mình sống là tốt rồi. Ấy, ôi, từ từ, em vừa nhắc tới Tào Tháo tới liền luôn, xuất hiện cái vèo. Ê, em thấy tập nào lên xuất hiện cũng như là từ trên trời rơi xuống và từ dưới đất. Lại cái không thể luôn là Phúc, khóa cái cổng ấy vào. Không khóa cổng là khóa cái cổng vào làm ơn đi ạ. Mà cái váy này không để trèo cổng được rồi. Không, người ta bay xuống đó anh. Tiên nữ cũng đang trần. Đúng rồi. Chứ cô bé này không phải là người trái đất rồi. Xuất hiện cái bục vào trong nhà người ta như là một cái chốn không người luôn đấy mọi Nhưng người. Mà mỗi lần xuất hiện là lại chửi anh nha. Như kiểu ta làm gì nó, chứ là ta ăn hết của thì nó sao. Mỗi lần bảo tới cái là có drama, mọi người để ý đi. Bảo là mid drama rồi, drama queen rồi đó. Drama queen rồi đó. Mày đang làm cái gì vậy? Đã đi. Rồi xong luôn, nắm tay nắm chân nhau. Ô xin mà đòi với tới ông chủ. Có khỏe mà đòi ăn thịt thiên nga. Mặt không có ác bao nhiêu luôn á. Ta chỉ muốn lợi dụng anh thôi. Cô mới lại cậu ấy có lợi dụng tôi hay không tôi không biết. Nhưng cô thì có đấy. Ở đó. Đẹp mà xàm ngôn. Mày nói xàm ngôn. Cái gì? Đẹp mà xàm ngôn. Đẹp mà xàm ngôn. Rồi. Mày đẹp mà mày bị khủng. Mày muốn mặt tay không? Tôi có thôi. Tức là ấy, cái cậu này cậu không ngán bất kỳ ai luôn. Cậu chửi cả chủ, cậu chửi cả người yêu cũ của chủ luôn. Chửi mà không ngán ai, chửi cả thằng em của chủ luôn. Trời ơi, cậu này chắc quá. Cá tính này tôi thích. Không, chắc đi làm vì đam mê ấy. Làm vì đam mê chứ. Chắc em nghĩ cần làm vì đam mê thôi. Hay là làm cho cái thằng, cho thằng ông này đã bị không nhìn thấy gì á. Ừ, rồi bị què nữa chứ không. Ờ, chứ không mà nó quýnh từ hồi nào rồi. Dù cô có làm gì tôi cũng không ký giấy chuyển nhượng nhà hàng cho cô đâu. Giờ thì anh không để em quản lý nó thì ai sẽ là người làm? Em trai tôi về rồi. Việc gì tôi phải ký giấy chuyển nhượng cho người ngoài. Ừ. Em không thể hiểu được. Em ở bên cạnh anh lâu như vậy rồi anh vẫn xem em là người ngoài à? Chứ sao nữa mà. Sao nữa. Thế lúc này em đánh chết cậu ta cho rồi. Ui, làm gì? Biết nè em. Cô làm gì em tôi? Đập cây vô đầu em. Cái gì? Bà này bà cũng chất, diễn viên trong này ai cũng chất luôn á. Tức là con bé này thì nó quýnh thằng em một đứa con gái nha, mặc váy rất là dài, rất thướt nha mà đi quýnh đập cây rồi đầu. Không, ý có nghĩa là Duy yêu đuối anh Thu cả một đứa con gái. Không, nữa. Duy anh không nói tới luôn, không đủ chất. Còn giúp việc thì chửi người ta. Đúng. Em hiểu, tức là nhân vật trong này, các nhân vật trong này máu chiến quá. Em có sao không? Em còn sống. Sao, có sao, sao đứng đây được trời. Nói chuyện cũng khá lắm. Nói chuyện cũng khá lắm. Điên rồi à? Ờ, em bị điên đấy. Làm sao có thể đứng yên nhìn con mình không có cha được. Cô nói cái gì? Rồi sao? Em có thai rồi. Chớ. Cái thai này là của ai? Nhiều của mày. Em có được làm ăn gì đâu. Đúng rồi. Chứ mày ngồi đây làm cái gì? Em ngồi đây là phải có lý do. Tới tập 3 rồi chưa thấy xuất hiện nữa. Không, thực ra đây cái thai của Phúc. Wow. Là Phúc với cả chị Linh cùng lên kế hoạch để chiếm chiếm cái tài sản của anh. Wow. Đầu tiên là Phúc cua anh. Không. Rồi là bà này bà ấy đòi nhà hàng của anh. Là lấy sạch luôn. Lấy sạch luôn. Cái thai này của Duy. Duy về nước, về nước là vì cái thai này chứ không phải là về cái tài mới sản. Về nước cái có thai liền luôn. Đúng. Ủa gì vậy? Sát. Cái gì vậy? Ừ, sao mới về nước sao có thai được? Ừ. Về nước sao có thai được? Vậy là đã tự có thai đó anh. Tự không phải có thai hết á. Tự có thai luôn. Có thai khi nào? Em mới biết gần đây thôi. Nên em mới nặng nặc đòi anh ký giấy xác nhận đấy. Trời ơi. Wow, chia tay 2 năm rồi mà giờ có thai gần đây. Đâu đã chia tay đâu. Anh cũng biết em là người không có gia đình, không có nhà cửa. Trời quỳ luôn hả? Em đẻ con ra biết lấy gì nuôi nó đây anh. Sữa mẹ. Có thật là cô không nói dối tôi thật.
Từ từ đi. Em lấy gì nữa đây rồi? Thằng sữa mẹ đồ đó. Có mấy đáo để. Không biết biết luôn thôi mà cái gì nữa, nước sữa mẹ chứ đúng rồi. Hợp lý. Sự thật mà. Anh thề. Đừng có thề. Gì? Ngày mai dẫn cô ta ra bệnh viện kiểm tra. Các người khinh rẻ tôi vừa thôi. Anh tự xem đi. Đưa cho cái gì đấy? Ta bắt người mù tự xem nữa chứ. Em quần này có áp với thằng Thạch quá không ta? Thật sự. Đây đưa cho cái gì đấy? Quay thử thai hả? Quay thử thai. Quay thử thai có hai bạn. Hai giặt rồi. Có thai thật hả? Ờ. Anh ngủ với em. Rồi trong cái mặt đó kìa. Không nhớ à? Anh ngủ với em. Phòng em ở đâu? Wow Trang. Từ lúc chỉ biết anh hai tôi ngủ. Vở kịch này hoàn hảo với Trang Trang à. Rồi bây giờ quay về đổi cái nhà hàng. Chị đang nghĩ cái gì trong đầu gì vậy? Chị bỏ cả tuổi thanh xuân của mình cho anh cậu thì một cái nhà hàng là quá ít rồi. Chính chị mới là người đang coi rẻ bản thân mình đó. Không dụ dỗ anh tôi ký được. Bây giờ lấy cái thai ra ép buộc hả? Chị chỉ muốn giành lại quyền lợi của mẹ con chị đáng được hưởng thôi. Vậy thì có gì là sai? Tim đập nhanh quá. Tôi nói cho chị nghe. Chỉ cần mà tôi phát hiện cái thai không phải của anh Thạch á, chị mệt đi. Căng thẳng quá. Rồi chị quan tâm hả? Chị chỉ cần cái nhà hàng thôi. Thì tập 3 thì có vẻ như là đã bắt đầu xuất hiện những cái chi tiết và những cái tình huống mà em nghĩ là mọi người sẽ mong đợi. Lúc mà anh xem tập 3 anh cảm thấy nó có rất nhiều điều bỏ ngỏ luôn. Đúng. Rằng là vạch trần bởi cái gì. Ừ. Rồi là đứa con này là của ai. Rồi là thật sự tình cảm của hai người này nó đang là như thế nào. Ừ. Có rất nhiều điều bỏ ngỏ trong cái tập 3 này và anh thật sự là nói chung là từ tập 1 đến tập 2 nó đã quá nhiều drama rồi. Nhưng tập 3 vẫn chưa phải là hết nhá. Đúng rồi. Chưa bao giờ phim Wonder CU cho chúng ta nghỉ ngơi một giây một phút nào bởi drama. Anh nói thật, anh xem tập này mà anh cảm thấy cái tim anh đập rất là nhanh. Yeah. Rồi là có nhiều cái gì đó chạy dọc cái cơ thể anh luôn á. Em với anh đi quay chung cái phân đoạn đó. Một cái phân đoạn mà có thể là kịch tính. Ừ. Trong tập 3 này mà tới khi xem lại em vẫn nổi da gà. Mà giống như là em bị kéo về cái khoảng thời gian mình đi quay phim thiệt luôn á. Tự nhiên cái bao nhiêu cái cảm xúc và bao nhiêu cái hành động đó mọi người nó hiện lại trong đầu em và em nhìn cái em bị em thấy kiểu chị bị trì người luôn á. Không biết nói lúc đó không biết nói gì luôn. Đúng không? Ồ. Anh nổi da gà thiệt luôn mọi người. Nãy lúc bắt coi xong là không biết nói gì luôn. Đặt chính bản thân anh vào cái vai ví dụ như em đi, một người em trai thật sự là nhìn anh mình bị khổ sở, bị người ta chà đạp, không phải chà đạp về cái thể xác mà chà đạp về tinh thần á. Mà không thể giúp anh mình và cũng không thể làm gì được khiến cho anh mình cảm thấy đỡ hơn hay là giải oan cho anh mình thì không phải giải oan nữa mà là giúp anh mình khá hơn. Ừ. Thật sự rất là không biết nói sao cái cảm xúc đó ấy. Còn bạn, em thì em sao? Em thì thấy cái tập 3 này thì em ấn tượng với hai phân cảnh nhất, đó là phân cảnh Linh có thai. Lúc đó đến thì kiểu em thấy anh Duy cũng khá là ấn tượng, kiểu muốn bảo vệ anh trai mình á. À. Nhưng mà không nói, không thể nói được. Nhiều lý do đúng không? Đúng. Còn anh Thạch thì kiểu biết tất cả mọi chuyện rồi nhưng phải cam chịu tại vì mình là một người bị không nhìn thấy nhiều có nhiều cái Thạch đang có nhiều cái vấn đề trong tâm lý đó, nên đúng Thạch rồi. Thật sự là Thạch không có thể tự giải quyết nó được. Ừ. Còn về tình cảm của hai người thì em thấy nó bắt đầu mở ra một chương mới. Một nhiều hơn đúng không? Khiến cho thấy rõ được là hai người cũng có một cái gì đó với nhau. Yeah. Chưa có nhiều nhưng mà ý là cũng đã có cái gì đó với nhau. Thì nói chung là đây là một cái tập phim anh thấy khá là bắt đầu đi vào mood từ đó. Bắt đầu đi vào câu chuyện rồi đó mọi người. Tập 1, tập 2 thì có thể là cute kiểu dễ thương đi, có nhiều cái hành động dễ thương. Cute đừng cắt chữ cute đi. Cute là cái gì? Q ha. Yeah. Thì bắt đầu có nhiều hành động nhưng mà tập 3 là bắt đầu đi vào một cái mood nó rất là khá là tăm tối hay cảm thấy là rất là tăm tối. Đó chính là reaction của bọn mình trong tập 3 Muốn nhìn thấy em, Want to see you. Thì mong rằng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim khi lên sóng ở trên Oha Production. Và cảm ơn mọi người đã đón xem, mong rằng mọi người có những phút giây thư giãn. Bye bye.